bên nhau, ăn uống, trò chuyện và thân mật hơn với nhau để bắt đầu một ngày mới trong những ngày chuẩn bị vào công việc làm thì sẽ suôn sẻ hơn và mọi việc sẽ được thăng tiến hơn. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay. Rồi, để bắt đầu buổi tối ngày hôm nay, xin mời anh Phó Giám đốc Đặng Hùng Dũng có đôi lời phát biểu cùng với tất cả mọi người. Xin mời anh ạ. Mọi người cho một tràng vỗ tay ạ. Xin chào mọi người. Anh đại diện ban giám đốc thì trước nhất đó là cảm ơn các bạn một năm qua đã gắn bó cùng với công ty, đã tâm huyết vào công việc của mình để có những cái doanh số tốt của công ty. Thì trong một năm qua thì về bên kinh doanh đó, thì mình đứng nhất nước, dịch vụ mình đang tăng trưởng rất là tốt, hơn 50%. Để mà có cái thành quả đó thì là cái sự cố gắng của toàn thể tập thể nhân viên. Với lý do đó thì ban giám đốc tổ chức một buổi giao lưu ngày hôm nay nhằm để tri ân các thành viên của công ty đã cố gắng trong thời gian qua. Và ban giám đốc cũng hy vọng trong cái buổi giao lưu này thì anh em và mọi người sẽ được xả stress những cái công việc căng thẳng qua một năm qua, và trong thời gian tới sẽ gắn bó các phòng ban với nhau để công việc nó hiệu quả hơn. Chúc anh em có một buổi gala dinner và một buổi đi chơi thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn. Đề nghị tối nay các bạn vui hết mình, cháy hết mình. Và với chương trình của tối ngày hôm nay thì mình sẽ có chương trình là tiếng hát của ECU. Thể lệ chương trình đó là mọi người đăng ký ở chỗ anh Tuấn là mình sẽ tham gia một bài hát. Anh đây một bài hát. Và ban giám khảo gồm có dì Xuân, có anh và có anh Giang, đại diện của ba phòng ban đó sẽ chấm điểm. Giải nhất ha, giải nhất sẽ là một cái phần quà to to kia. Ba cái áo dì Xuân. Kèm với lại 1 triệu tiền thưởng. Tiền mặt ha. Giải đặc biệt là 1 triệu. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. Núi giang tay nối lại biến xa, ta đi vòng tay lớn mai về núi Sơn Hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau những bước hoang cát quê cùng trời đồng. Bàn tay ta nắm đôi cho một vòng Việt Nam. Đời người nhớ đến vui ngày ta mô đất một tim đồng gọi người tuổi cho ngày mới. Hẳn có nói xoan xa vời vời, ngồi trên khơi đi lên vào đất để đủ người nói chiếm môi. Từ Bắc vô Nam nổi đến nắm tay, ta đi đồng mong vũ đê vượt hết núi đồi. Vượt các treo leo, tay ta vượt đều, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay đôi liền. Mày sẵn sông cấm nối liền một vòng Việt Nam. Mời tất cả mọi người chúng ta di chuyển lên trên sân khấu và giơ những cánh tay của mình lên ha. Three, two, one. Yeah. Đàn em cố thẳng lên trên sân khấu. Một mình sao? Chết hết. Tay đâu, tay đâu. Từng núi gian tay nổi lại biết xa, ta đi vòng tay lớn mãi để đối Sơn Hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như báo cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm đôi tròn một vòng Việt Nam. Cả nơi vỡ đêm vui đôi
gầy dòng máu nơi con tim đồng loài dần tình người trong cái mới thành phố nơi con xa vơi vơi vùng đất trên đầu đời mà nụ cười nỗi trên môi từ bóng vô nam nổi lên hoan bay ta đi đổi họ vũ đê vượt hết đuôi đời vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo từ quê nghèo đến phố lớn nối liền đường sắt sông gắn nối liền một vòng Việt Nam cờ nối gió đêm vui nối dày dòng máu nối con tim đồng loài dần tình người trong ngày mới thành phố nơi con xa vời vời người chết nối lên tiếng vào đời và nụ cười nơi trên môi từ bắc vô nam nối liền nắm tay ta đi từ đồng hoang vô vô đến đôi đùi vượt tắc treo leo tay ta vượt đều cùng quê nghèo lên phố lớn nắm tay đôi niềm đường sắt sông gắn nối liền một vòng Việt Nam xin mời tất cả mọi người chúng ta ở phía sau nối theo từng đoạn đường on để chúng ta đi vòng tròn. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người. Và bài hát vừa rồi cũng là khép lại chương trình. Rồi xin mời anh Dũng ạ. Sau đây là đại diện ban giám đốc sẽ làm một bài sôi động. Xin mời mọi người lên tiếp ạ. Phút này là mình lên sân khấu rồi. Ok.